Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 11, hãng Honda Angimet 2, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Angimet Forest, phối hợp với trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa tổ chức hội thi lái xe an toàn với sự tham gia của gần 200 em học sinh. Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu về tác hại, rủi ro trong quá trình tham gia giao thông, phổ biến kiến thức kiểm tra nón bảo hiểm, kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, hướng dẫn tư thế lái xe an toàn, thực hành lái xe mô phỏng. Đây vừa là sân chơi, vừa là nơi các em học sinh có thể dễ dàng tiếp thu những kiến thức về an toàn giao thông thông qua các hình thức hướng dẫn trực tiếp, cũng như trả lời những câu đố vui nhận ngay quà tặng từ ban tổ chức. Đồng thời, hãng Honda Anzimet 2 mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh cấp trung học phổ thông. Đây là đối tượng đang dần chủ động tham gia giao thông nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó, hình thành gian quá khi tham gia giao thông vì an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.